Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV, đang là chơi game nè, cuộc đua trong sở thú. Wow, xem các động vật nữa, chạy nào, qua đây là cái gì đây? Con voi, mọi người đang tắm voi. Còn con này là con gì? Con bò tót. Wow. Đi nào, chạy vô sở thú xem coi. Ôi, con hà mã, đi ai tê giác. Con tê giác bự quá. Wow. Ôi, thua rồi hả? Đua chứ làm sao mà thua được. Đang xem mà. Thôi cưỡi ngựa, cưỡi cáo, ngựa vàng, bò tót, còn cá sấu nữa, sư tử, tê giác, cưỡi thỏ, voi. Voi bự quá. Nay nhà mã nhiều quá mà con này không được cưỡi. Chơi nào. Mắt mình chạy nè, chạy nào. Nãy mình xem cái này rồi, giờ con này sẽ chạy nha. Chạy lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Đừng có đụng, đụng là thua đó. Tham chỉ có 70 giây thôi, chạy nhanh lên. Wow, mọi người đang nghe reo hò kìa, sư tử. Wow, sư tử đang gừ, gầm gừ. Tắt phô tô. Đẹp quá. Chạy chạy nè, tiếp tục chạy thôi. Ôi chóng mặt quá. Chạy cái gì vô dễ nhìn. Mình chạy nhầm hướng rồi. Bây giờ mình quay lại. Mình chỉ có còn 50 giây thôi, có thời gian nha. Bò tót nữa, mình càng chạy nhanh thì mình càng xem được nhiều thú. Nếu mình chạy chậm là mình xem được nhiều đâu. Con này con gì, con linh dương. Wow, linh dương chạy càng nhanh xem được nhiều thú. Game hay đó. Ây da, đụng phải tường rồi. Không. Về hôm xem coi mình có chọn được con nhân vật khác không. Nếu mà chọn được nhân vật khác thì mình sẽ chạy nhanh hơn. Chẳng hạn như chọn được ngựa nè. Chưa chọn được. Ok, tiếp tục. Tiếp tục thôi, con bò, con ngựa. Nhiều quá, chạy nhanh lên. Không biết nhiệm vụ của mình là gì nữa. Không lẽ mình cứ chạy vậy sao. Wow, nhiều động vật quá. Quẹo quá à. Ngựa vàng đây rồi. Yeah. Ôi, con này bị đụng rồi. Chạy lại. Bị đụng vào tường là không cho mình chạy nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chỉ có 90 giây để hoàn thành cuộc thi thôi. Chạy nhanh nào. Chạy, chạy. Con này bây giờ con này thành thằng nhóc rồi. Chạy giống mặt quá. Chỉnh lại. Có con gấu kìa. Bia. Con cầu. Con cầu mà con em Dương ở chung. Cái này quyết chứa gì đây, cá sấu hả? No. Nói chừng nhắc phải cỏ. Con gì vậy? Ôi, cá sấu. Wow, cá sấu bự thiệt. Wow, cá sấu kìa. Tiếp tục. Đây là con gì? Con này. Qua xem gấu đi, mình đi qua xem gấu. Trời ơi, con gấu bự chưa. Oh my god, con gấu. Wow, gấu bự quá. Bự quá trời đất luôn. Sắp có thời gian rồi, đi tiếp nào. Hà mã, mình xem hà mã. Quay qua xem hà mã. Cái có đường vô, càng mới vô được không nữa. Mình thử nha. Oh no, không vào được. Chờ lại thôi. Sao chưa cho mình chọn nữa. Bực mình quá à, không cho mình chọn miễn cửa những con đó. Option. Bắt. Play, tiếp tục. Phải cho mình cưỡi chứ. Không cho mình cưỡi buồn quá. Con voi. Chứ sao mình là cũng ít đi rồi. Bây giờ xem con voi trước đi. Con voi bự quá. Wow, con voi. Hồi nãy mình chưa xem kỹ không các bạn. Dừng xem kỹ đi. Đây là con bò tót. Mình sẽ kiếm cái góc nào dễ xem. Mình đứng mình xem.
Mèo quá hay. Oh no, xem đây bị đụng rồi. Tay giác. Các bạn thấy không, tay giác nè. Đó. Con bò đang nhảy múa kìa. Ôi sao mà chưa gì hết, bị đụng rồi. Chưa gì hết, đụng lên bức tường là mình thua đó. Các bạn thấy game này hay bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lầy TV nha. Thôi mình lại xem sư tử đi. Sư tử bự lắm. Ôi chuồng này chuồng gì mà nãy giờ mình không biết ta. Chuồng nuôi con gì ta. Không có nuôi con gì hết mà cũng để nữa. Mọi người reo hò kìa, reo hò sư tử. Ôi sư tử đang nhảy múa. Không phải nhảy múa mà đang gào thét á. Ghê quá. Con sư tử này đang gầm gừ nè, con này mới ghê. Con này ghê lắm. Có sư tử đang chập chập chạy bộ nữa kìa. Sư tử trái. Con nào có bờm là sư tử đực nha các bạn. Sư tử đực là có bờm. Tự giác. Quay quá à, chạy thôi. Mình chỉ còn 40 giây nữa. Tranh thủ mình đi xem con tự giác đi. Wow, tay giác có một cái sừng, hai cái sừng, hai cái lỗ tai. Tay giác rất là mạnh mẽ. Đó. Wow, đã thiệt. Đi thôi. Không biết một cái ngọn suối ở giữa là cái gì ta. Nếu mình đứng ở giữa nha. À chắc là nhiệm vụ mình phải chạy. À ha, nãy giờ mình mới phát hiện ra nhiệm vụ của mình phải chạy vô đó. Rồi hết thời gian luôn. Nhưng mình phải chơi lại. Đưa lần nữa nha. Thì ra cái đó là cái điểm mà để mình chạy vô. Để mình có thể nâng cấp mình những con khác. Bây giờ mình sẽ chạy nha. Đi nào. Go go go. Chạy vô cái điểm này. Đi vô tiếp tục. À đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cậu bé ơi, cậu bé nhìn chạy nhanh lên nè. Còn 70 giây để chạy thôi, run nè. Quẹo qua đây. Oh no, học rồi. Yeah. Yeah, ngửa văn, ngửa văn. Ngược qua luôn. Yeah, không biết chọn được con mới chưa? Mình sẽ ride this. Mở được rồi, mở được con ngựa. Bây giờ mình đã cưỡi ngựa đi tham quan vườn thú bằng con ngựa. Wow, cao chưa? À, vùng mới luôn, vùng đất mới. Đi nào. Trời, con ngựa chạy chậm quá à. Hai con ngựa. Ngựa đi bộ. Được 200 7, 240 giây lận, 240 giây để đi. Con ngựa đi bạch bạch bạch. Trời ơi, chán quá à. Không bằng chạy bộ nữa. Quẹo quá nè, quẹo quá. Đi chậm quá, bây giờ nào mới tới điểm đích nữa. Các bạn ơi, các bạn thấy game này hay hãy bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lầy TV nha. Nhanh lên, nhanh lên. Cố lên nào. Oh no. Nhanh thiệt nhanh luôn. Quỳ đang cố gắng hết sức mình đó.
Yeah, đến đích xe rồi đúng không? Chưa nữa, lâu quá. Cố lên. Sao hú thật là đã đúng không các bạn? Đi chậm luôn. Thôi bye bye nha các bạn. Chào tạm biệt.